Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Phù Đồ Tháp. Holic Audio. Chương 15, vô lưu ý. Vốn dĩ phải quản 27 ngày, cuối cùng lại giảm còn một nửa, chuyện quý phi biến thi khiến người sợ hãi, làm tang lễ cũng bị ảnh hưởng theo, được 13 ngày liền vội vàng đưa tang. Chiêu này của Phúc Vương quả là một mũi tên trúng hai đích, làm gì cũng sạch sẽ lưu loát. Thậm chí Âm Lâu còn cảm thấy cái chết kỳ quặc của đại hành hoàng đế không biết chừng là bọn họ hạ độc. Nàng tựa lên thành xe nghĩ ngợi, lòng người hiểm ác, một nhiên đại dung chuyển, rốt cuộc bao nhiêu người đã máu chảy đầu rơi. Cũng may mệnh nàng chưa tận, khi còn nhỏ nàng từng rơi xuống mương nhưng không chết, khi ấy mẹ đã nói nàng có 9 cái mạng, sau này dù gặp khó khăn gì cũng nhất định có thể vượt qua. Đoàn người đưa ma minh mông cuồn cuộn kéo dài tới 3-4 dặm, nàng cũng đang ngồi trên một trong những chiếc xe đó. Hiện giờ nàng là người ở Hóa, đi cùng với những phi tần may mắn thoát khỏi tuẫn táng, tất cả đều sẽ tới Thái Lăng Thủ Lăng. Người khác bi thương, nàng ngược lại chẳng thấy gì, vén mành lên nhìn bên ngoài, hôm nay trời xanh nắng ấm. Lăng tẩm liên quan đến vận mệnh quốc gia, nơi xây dựng hoàng lăng đều là phong thủy bảo địa, ở đó non xanh nước biếc, cảnh trí đẹp hơn trong cung rất nhiều. Xe đi mãi, vệt bánh xe in dấu chằng chịt trên đường, mất tròn một ngày mới tới được Thái Lăng. Người ta đều nghĩ mộ địa là nơi âm u quỷ bí, nhưng thực ra lăng tẩm của đế vương thì không. Khi đám cung phi đến Thái Lăng cũng đã là hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu lên những cung điện san sát, tất cả đều được xây theo quy cách Vũ Điện Đỉnh. Dưới cửa lớn là hòa tỷ rực rỡ, trên đỉnh tạc hình long phượng, so với càn tây ngũ sở của nàng còn khí phái hơn rất nhiều. Âm Lâu đi theo thái giám Thủ Lăng bước vào thần đảo, tượng đá sừng sững đứng lặng hai bên đường, cao bằng hai người gộp lại. Nàng đưa tay lên che bớt ánh nắng, từng dãy núi chạy dài phía xa, trong không khí mơ hồ có mùi vàng mã bị đốt, một trận gió núi nổi lên liền bay biến sạch. Nàng hỏi tên thái giám kia, nơi này cũng khóa cổng khi đến giờ sao? Hắn cong eo đáp, hồi bẩm nương nương, Thái Lăng không giống trong cung, không có chuyện khóa cổng. Ngài nhìn bức tường kia cao như vậy, tất cả đều bị vây bên trong, các nương nương lại là phụng chỉ vào lăng, được người người kính trọng, chẳng lẽ còn cần khóa cửa hay sao? Hắn ta cười, phô ra hàm răng vàng khè, hơn nữa, dù bên trên không nói gì, nhưng chúng thần ở đây hầu hạ, cũng biết các nương nương rất khó xử. Dù sao nơi đây cũng rộng lớn như vậy, đi dạo loanh quanh là cách hay để giết thời gian. Dù cổng không khóa, tâm đã sớm đeo gông, khóa hay không cũng vậy. Có hơn 20 người phải Thủ Lăng, mỗi người đều mang theo một nha đầu bên cạnh, ngây người bước vào khu vườn đầy tùng bách thẳng tắp. Thái giám lại nói, các nương nương cứ nghỉ ngơi trước. Lát nữa nô tài sẽ tới dặn dò các nương nương quy củ trong lăng. Cũng chỉ giống như một hòa thượng thôi, ở đây chúng thần cứ đúng giờ tụng kinh lễ Phật. Việc dùng bữa có một cục chuyên hầu hạ riêng, nếu hôm nào không hợp miệng, các nương nương có thể tới phòng bếp nhỏ gọi mua chút cơm canh. Âm Lâu nhìn Đồng Vân, khẽ sờ nắn túi tiền không được đầy đặn lắm, mặt mày ủ ê, Đồng Vân, em nói xem Thủ Lăng liệu có được phát tiền tiêu vặt không? Đồng Vân ngẩng đầu nhìn trời, em nghĩ, hẳn là có chăng? Lát nữa phải hỏi thăm mới được. Nàng lẩm bẩm, ở quê nhà ta, đến ni cô còn được phát tiền mỗi tháng mua dầu bôi tóc. Đồng Vân ngạc nhiên, quả nhiên Chiết Giang là nơi địa linh nhân kiệt. Chọc đầu rồi còn được mua dầu bôi tóc, thảo nào đầu các hòa thượng đều bóng loáng. Các nàng được phân đến gian nhà thứ hai, là nơi mà cả đời này sẽ gắn bó cùng các nàng. Cũng may phòng nằm ở phía bắc, cửa hướng về phía nam, đồ đạc trong phòng đều mới tinh, có đủ bàn ghế, còn có cả bàn trang điểm. Màn ở đây không thêu hoa giống trong cung, chỉ tuyền một màu vàng bần bợt, tường trong lăng cũng sơn màu này. Gian phòng phía sau lạc địa cháo đặt một cái đệm hương bồ, trên án đặt một bức tượng Quan Âm, đôi mắt khẽ nhắm, ba ngón tay dựng lên, tạo thành một tư thế đoan trang uyển mị. Quản sự trong lăng tên Cao Tòng, tuổi tầm 30, vì tịnh thân nên hắn không mọc râu, lưu loát nhanh nhẹn, trông trẻ hơn tuổi. Hắn phân công người đưa chăn đệm tới, Âm Lâu nhân cơ hội gọi hắn lại, ta hỏi ngươi, thái giám ở đây có thuộc quyền tư lễ giám không? Cao Tòng đáp, bất kể hành cung, sơn trang hay là tân huyền, trong ngoài đều thuộc tư lễ giám trưởng quản, sao lão tổ tông lại muốn hỏi thăm chuyện này? Không hỏi không được chứ sao? Nàng nhìn quanh, hít vào một hơi, ở đây về đêm có lạnh lắm không? Lạnh à? Cao Tòng phất tay áo nói, hiện tại còn đỡ, đến sau nửa đêm sẽ lạnh hơn trong thành rất nhiều. Nhưng mùa hè lại mát mẻ, nhiều cây cối, còn chẳng cần phải dùng đến quạt, lão tổ yông ở đây một thời gian rồi sẽ biết. Âm Lâu quay sang nhìn Đồng Vân, rồi lại nói với Cao Tòng, người nghĩ cách đem tới đây cho ta một lò than sưởi, trong người ta mang bệnh, không chịu nổi giá rét. Sợ hắn sẽ đòi hỏi, nàng nhanh chóng sụ mặt nói, nếu như không được, đành nhờ ngươi nhắn cho đốc chủ của các ngươi, nếu hắn biết ta ở đây phải chịu buốt giá, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Vị Đoan Thái Phi này vốn nằm trong danh sách tuấn táng, nhưng sau lại có một màn sống lại ngoạn mục, người trong lăng đã sớm nghe tên. Hiện giờ nàng nhắc đến Tiêu Đạc, tựa hồ hai bên rất có giao tình. Cao Tòng cúi người cười nịnh nọt, lão tổ tông và đốc chủ chúng ta. Nàng hư trương thanh thế, lườm hắn một cái, đừng hỏi, 2 ngày nữa ngươi sẽ biết. Thấy nàng đã tỏ vẻ như vậy, Cao Tòng lại càng cúi thấp hơn, trong đầu nhảy ra 2 chữ, đối thực. Chuyện này đúng là cả kinh, nhanh chóng đáp, lão tổ tông chịu khó một chút, nô tài lập tức đi phân phó. Vừa nói vừa lui ra ngoài. Đồng Vân lắc đầu, chủ tử định mượn tiếng tăm Tiêu trưởng ấn để lừa gạt sao? Âm Lâu đỡ búi tóc tang, làm người thì phải biết co giãn. Em xem, chúng ta xứng đáng được hưởng thụ, không có ngân lượng thì chuyển sang nhân tình, thật tốt. Nhưng mà thiếu nợ một đống, chủ tử không sợ bị người ta tìm tới cửa. Nàng bày ra bộ dạng du côn, ngồi xuống ghế bành, móc thanh sắt ra ngoáy lỗ tai, ung dung nói, em chưa từng nghe câu, sắt nhiều không ngứa, hả? Nợ thì nợ, ta chỉ còn mỗi cái mạng này, hắn làm gì được ta? Sắt nhiều không ngứa, đằng nào cũng không giải quyết được, cứ mặc kệ đi. Đồng Vân thở dài, chủ tử không hiểu ư, nợ tiền có lúc trả hết, nợ nhân tình sẽ dây dưa cả đời. Nhưng cũng không sao, chỉ cần Phúc Vương điện hạ, không đúng, bây giờ phải gọi là Vạn Tuế gia. Chỉ cần Vạn Tuế gia không quên chủ tử, chút nợ này có tính là gì? Rồi nàng mở tay nải ra, buồn rầu nói thầm, kỳ thực đưa chủ tử đi thủ lăng đúng là thừa thãi, ở lại trong cung cũng đâu có sao. Lòng vòng như vậy thật phí sức, chẳng phải kết quả đều giống nhau. Âm Lâu nói, em không hiểu, đã là hoàng đế thì càng phải cẩn thận. Nhất là khi còn chưa kịp ngồi ấm ghế, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm kia kìa, lại càng nhiều điều cố kỵ. Chuyện thủ lăng được bao nhiêu người giám sát, không thể giấu giếm được, chỉ còn nước vào lăng rồi nghĩ cách sau. Vậy khi nào Tiêu trưởng ấn sẽ tới đón chủ tử? Không phải đã nói sẽ tới phủ hắn ở tạm sao? Em đoán có lẽ sẽ ở tầm vài tháng. Đồng Vân co người lại một chút, em cảm thấy chỗ đó của thái giám thiếu đi một khối thịt, lại toàn làm những việc đường ngang ngõ tắt, không thể biết được chúng sẽ làm ra chuyện gì. Chủ tử phải cẩn thận chút, em thấy ánh mắt Tiêu trưởng ấn nhìn chủ tử rất không thích hợp, không chừng lại có ý định gì với chủ tử thì sao? Ánh mắt, Âm Lâu cẩn thận nhớ lại, đôi mắt kia thực sự rất ẩn tình, nhưng hắn đều nhìn tất cả mọi người như vậy mà. Nàng bất đắc dĩ nhìn Đồng Vân, từ ánh mắt mà đã suy ra được như vậy, em là muốn gả chồng rồi phải không? Đừng quên hắn là thái giám. Đồng Vân ngượng ngùng im miệng, thực ra chủ tử của nàng không hề biết, có người thì thực sự cắt hẳn đi, có người thì chỉ cắt một nửa, thứ kia vẫn còn hữu dụng. Nếu là được việc thật thì tốt quá rồi. Nàng đột nhiên thấy giả thiết này rất có khả năng, nếu hoàng hậu có thể âm thầm tư thông cùng hắn, không chừng hắn lại là một tên thái giám giả cũng nên. Chủ tử, nàng giữ chặt Âm Lâu, chủ tử nói xem liệu Tiêu trưởng ấn đã cắt đi bao nhiêu phần. Cái gì mà bao nhiêu phần? Âm Lâu khom lưng rũ chăn, ở đây không có người sửa chăn, bên trong chăn lạnh ngắt. Đồng Vân tự mình tính toán, chính là chỉ cắt đi một chút, vẫn có thể dùng được. Âm Lâu không thèm để vào tai, em toàn nghĩ cái gì thế? Tiết thu phân ngày 22, 23, 24 tháng 9 mỗi năm đều phải tới Hoàng Hóa Môn nghiệm thân, em không biết sao? Đồng Vân lẩm bẩm, chỉ những tiểu thái giám không tiền đồ mới bị lột áo nghiệm thân, Tiêu Đạc là người thế nào chứ? Trên đời này còn có ai dám nghiệm hắn sao? Hắn chịu đến Hoàng Hóa Môn uống trà đã tốt lắm rồi, hắn mà không muốn, chẳng nhẽ hoàng đế còn hạ thánh chỉ bắt hắn đi. Âm Lâu ngây người một lát, ngạc nhiên nói, cứ cho hắn là thái giám giả đi, rồi tiếp theo thì sao? Đồng Vân nghẹn họng, nàng cũng chỉ là tò mò, Tiêu Đạc là nhân vật thái giám truyền kỳ, diện mạo hắn xinh đẹp đến vậy, nếu thực sự là thái giám thì đúng là phí phạm của trời. Âm Lâu không nhàn nhã mà nghĩ những chuyện đó, nàng đang bận cảm khái cảnh ngộ của mình, chắc chắn nàng không có khả năng trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai, muốn được như Dương Quý Phi thì lại không đủ xinh đẹp, đúng là một vị trí nửa vời đáng xấu hổ. Chỉ mong bên cạnh Minh Trị hoàng đế có thật nhiều mỹ nữ, hắn không nhớ ra nàng, chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Nhưng nàng vẫn luôn mong ngóng Tiêu Đạc tới đón, tuy Thái Lăng không canh giữ nghiêm ngặt như trong cung, nhưng bức tường kia lại không dễ trèo qua. Nếu có thể theo hắn rời khỏi đây, sau này không còn ai nhớ đến nàng, có lẽ còn có thể về Chiết Giang cũng nên. Nhưng đợi vài ngày rồi vẫn không thấy Tiêu Đạc phái người tới. Âm Lâu xin được mấy hạt giống hoa từ một vị thái phi già, đi đào đất đổ vào cái bình hoa mẻ trong phòng, thở ngắn than dài với Đồng Vân, đêm qua ta không ngủ được, suy nghĩ thật lâu, muốn chạy trốn kỳ thực cũng không khó, chúng ta không trèo tường được thì có thể đào lỗ chó, đại trượng phu co được giãn được. Nàng nhìn cái xẻng trong tay, chán nản, đành tùy tiện vứt sang một bên, nhưng chúng ta có thể chạy đi đâu? Chúng ta chỉ còn mấy lượng bạc, cùng lắm đủ ăn 2 bát mì, và lại tránh được hòa thượng không tránh được miếu, nếu không tìm thấy Thái Phi Thủ Lăng, cả nhà ta sẽ không thoát khỏi tội liên đới. Đúng vậy, Đồng Vân tưới thêm chút nước vào bình, rũ mắt nói, nếu chủ tử không muốn liên lụy đến người nhà, vậy thì đừng nghĩ những chuyện linh tinh đó nữa. Chúng ta cứ chờ thêm một chút, có khi 2 ngày nữa Tiêu trưởng ấn sẽ sai người tới đón chúng ta thôi. Chờ đợi là việc khổ sở nhất trên đời, nhưng ngoài chờ đợi cũng chẳng còn cách nào khác. Bình tĩnh suy nghĩ lại, nhờ mượn hơi Tiêu Đạc, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Mỗi ngày đều tụng kinh lễ Phật, thời gian còn lại thì có thể la cà bên ngoài. Thời tiết ấm dần, chỉ là nàng không phát hiện ra. Những côn trùng trong rừng đã bắt đầu cất tiếng, ngắn dài nối tiếp nhau đầy nhịp điệu. Âm Lâu thích đi dạo loanh quanh lúc chạng vạng, Lăng Tẩm Đế hậu có người dọn dẹp, xung quanh không có lấy một chiếc lá khô. Những ngôi mộ của các phi tần thì tương đối hẻo lánh, phần mộ nho nhỏ vây quanh nhau, cỏ đã mọc cao mà vẫn chẳng ai đến dọn. Nàng thường đi một vòng xa xa để thăm thú, lặng lặng ở lại đó một lúc, trong lòng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy bi ai. Chẳng biết bao lâu sau, có lẽ là hơn 10 ngày, ngày hôm đó nàng đi qua phía sau Long Ân Điện, thấy từ xa xa có một bóng người đang bước qua cầu tới đây. Người đó mặc một bộ thường phục màu đen, trên eo đeo đai ngọc, bóng hắn kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Âm Lâu không thể hình dung được tâm tình của nàng khi đó ra sao nữa, quả thực giống như mặt trời ló khỏi mây, chiếu những tia sáng ấm áp nhất vào lòng nàng. Nàng vẫy tay cười với Đồng Vân, nhìn kìa, cứu tinh của chúng ta tới rồi. Phù Đồ Tháp, Holic Audio, chương 16, Tường Ngoại Đạo. Cao Tòng nào biết những chuyện đằng sau bọn họ, hắn luôn cho rằng vị đoan thái phi tinh tướng kia là đối thực của Tiêu Đạc, vừa thấy đốc chủ tới liền một lòng nghĩ cách tranh công, tận dụng mọi từ ngữ để miêu tả Âm Lâu ở Thái Lăng được đãi ngộ tốt thế nào. Tiêu Đạc hỏi, dạo này nương nương có khỏe không? Cao Tòng cảm thấy chứng cứ càng vô cùng xác thực, nếu không thì sao đốc chủ lại hỏi thăm mỗi nàng mà không hỏi đến người khác. Hắn cười tươi như hoa, cúi đầu khom lưng nói, rất khỏe ạ, đốc chủ không cần lo lắng. Nương nương là người lạc quan nhất nô tài từng gặp, những vị thái phi đi cùng mấy ngày liền đều ăn cơm không vào, nương nương thì không như thế, ăn no ngủ kỹ, không hề bạc đãi bản thân. Khi đó nô tài nghĩ quả là một người mệnh tốt, có đốc chủ bảo vệ, chẳng phải là nương nương có vạn hạnh trong bất hạnh sao? Tiêu Đạc cười nhạt, sao ngươi biết nàng có ta bảo vệ? Hôm nay ngài tới chẳng phải là vì đoan thái phi? Cao Tòng cười nói, nếu không phải chính miệng nương nương phân phó, nô tài nào dám đoán mò. Nương nương nói nàng và ngài có giao tình, những đồ đạc nàng cần đều tính vào tên ngài, ha ha, nô tài sao dám đòi chút tiền vặt đó cơ chứ. Nô tài biết thân thì nương nương không khỏe, cố ý chăm sóc nàng nhiều hơn, rốt cuộc cũng là báo đáp ân điển của đốc chủ với nô tài. Nhớ ngày trước nô tài suýt bị Triệu Vô Lượng phạt đánh chết, may có đốc chủ lên tiếng tha cho nô tài một mảng, cho nô tài tới Thái Lăng làm quản sự. Nô tài được sống thoải mái như ngày hôm nay đều là nhờ ân điển của đốc chủ. Đốc chủ ở trong thành muốn gì có đó, nô tài chưa có dịp báo đáp, nay Thái Phi tới đây, nô tài biết hiếu kính Thái Phi chính là hiếu kính đốc chủ. Tiêu Đạc cảm thấy kỳ quái, từ khi nào mà giao tình của hắn với nàng tốt đến mức độ này, còn ỷ vào tên tuổi của hắn mà trốn nợ. Hắn nói, Thái Phi nói vậy sao, toàn bộ tiền đều tính lên đầu ta. Không, Cao Tòng nhanh nhỏ nói, nhìn thấy Thái Phi như nhìn thấy đốc chủ, chúng nô tài nào dám. Hắn bĩu môi cười, người này đúng là được nước lấn tới, lần nào gặp nàng cũng là bộ dạng cun cút cầu xin, lần này ở trước mặt đám thái giám thì tha hồ dựa hơi hắn chỉ tay 5 ngón, khiến cho người ta còn tưởng là thật. Dường như nàng không hề biết, phàm là qua lại với thái giám, qua miệng người khác đều sẽ biến thành thứ quan hệ kia. Nàng lại chẳng thèm để tâm, lạc quan đến mức này đúng là ít gặp. Hắn cũng lười giải thích, nếu nàng đã không thèm để ý, chính mình là đàn ông chẳng lẽ còn so đo. Đành nói, cũng không thể để ngươi chịu thiệt, những thứ nàng nợ ngươi, ta sẽ sai người đưa tới. Chỗ tiền kia vốn nằm ngoài dự đoán, có thể lấy lại được là tốt nhất, như không lấy được cũng không tính là gì. Cao Tòng xoa tay nói, đốc chủ khách sáo rồi, chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Quả thật nô tài mang tiếng keo kiệt, nhưng vẫn biết khi nào nên tính toán, khi nào nên làm người. Đốc chủ đừng để trong lòng, đây là chút tâm ý của nô tài đối với đốc chủ. Đốc chủ sai người trả lại, vậy không phải là đánh vào mặt nô tài sao? Tiêu Đạc cười cười, lông mày giãn ra, hoàn toàn không còn vẻ căng mặt như khi ở trong cung. Hắn nhìn ánh chiều tà trải dài trên triền núi, đứng ở nơi đây, bao nhiêu mệt mỏi đều phai nhạt, được tới đây lánh đời kỳ thật cũng là tạo hóa. Hắn thở dài, nếu là người khác thì dễ dàng, nhưng đối với hắn lại khó lòng phủi tay. Người ta nói lên thuyền giặc thì dễ, xuống thuyền giặc thì khó, nếu đã chọn con đường này, muốn toàn thây mà lui là không thể. Cao Tòng vừa dẫn hắn xuống cầu thất cùng, vừa liếc nhìn sắc mặt hắn, không nhẽ lúc đầu nô tài đã đoán sai, hôm nay đốc chủ tới là vì có việc khác sao? Hắn ừ một tiếng, người đoán không sai, đúng là ta tới vì chuyện của Đoan Thái Phi. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy một người đứng bên cạnh Lư Hương, nàng mặc chiếc áo vạt cân váy gai, mặt trời lặn dần sau lưng nàng, gương mặt nàng đón lấy ánh chiều tà, tô viền điểm nét cho thân hình yêu kiều. Dù nàng đứng đằng xa, cũng không biết tầm mắt đã chạm nhau hay chưa, nhưng hắn lại giật mình vì một cảm xúc dị dạng chạy dọc sống lưng, giống như người quen cũ có giao tình rất sâu y như lời bịa của nàng. Nàng bước nhanh tới, lúm đồng tiền trên má như hoa mới nở, Tiêu Hán Thần, ngài đến rồi. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt như thường, mỉm cười gần xa, nương nương đang đợi vi thần sao? Đúng là nàng đang đợi, chỉ là không tiện thừa nhận thôi. Nàng cười gượng ha ha quay đầu giả bộ ngắm cảnh, không phải, mỗi ngày ta và Đồng Vân đều ra ngoài đi dạo lúc chạng vạng cho tiêu cơm đó mà. Đúng lúc gặp ngài ở đây, ta tới chào hỏi ngài một tiếng. Hắn nghiêm túc nghĩ ngợi, là do ăn nhiều quá nên phải đi bộ tiêu cơm sao? Âm Lâu chết lặng, quay lại nhìn Đồng Vân cũng như bị sét đánh. Xem ra chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, việc nàng hoành hành ở Thượng Thiện Giám đã bị bẩm báo hết cho Tiêu Hán Công rồi. Khi nàng đang xấu hổ đỏ mặt tía tai, hắn lại mỉm cười, ăn được là tốt, thần thích nữ nhân có da thịt một chút. Gầy quá chẳng có gì thú vị, đem xương đi hầm canh còn chẳng nổi váng. Hắn liếm môi nhìn nàng, không phải nương nương với thần rất thân thiết sao, thần không chê nương nương ăn nhiều, thần đều lo được hết. Âm Lâu ngượng chín mặt, nàng biết chuyện mình tác oai tác quái đã bại lộ, bị người ta trêu chọc là đáng đời. Nhưng hắn cũng quá cản rỡ rồi, cái gì mà béo với gầy, quên mất chính mình là thái giám sao? Hay thực sự như Đồng Vân nói, hắn không tịnh thân hoàn toàn, gặp lúc mưa thuận gió hòa sẽ tươi tốt trở lại. Nếu đã nói đều lo được, vậy thì 8 phần là tới đón nàng vứt chuyện kia ra sau đầu, cười đến là hàm xúc, vậy sau này đành nhờ cả vào Hán Thần. Hắn nhíu mày, Hàn Xá không có gì đáng kể, chỉ được cái có đầu bếp tốt. Khi trước tuyển vào phủ từng thần từng hỏi thăm, nghe nói hắn là người Chiết Giang, nhất định sẽ rất hợp với khẩu vị nương nương. Rồi hắn quay sang phân phó Đồng Vân, người đi thu dọn đồ đạc cho nương nương, xe ngựa đang chờ ngoài cửa rồi. Các nàng nghèo đến đáng thương, đồ đạc chẳng có mấy thứ, chỉ có vài bộ xiêm y. Đồng Vân vâng một tiếng vang dội, nhanh chân chạy đi. Cao Tòng đứng bên thì ngây người, đốc chủ là tới đón nương nương đi. Hắn ừ một tiếng, ta đón nàng về phủ ta, có chuyện gì? Không được sao? Ai dám nói không được, chỉ cần hắn muốn, hắn đón cả Thái Lăng đi cũng không ai dám xen vào. Xem ra chuyện đối thực này là thật rồi, đốc chủ quả nhiên là đốc chủ, không hề giống người thường chút nào. Bình thường muốn đưa người đi phải lén lén lút lút, hắn thì ngược lại, quang minh chính đại mà nghênh nàng về dinh. Nhưng cũng phải lưu ý những kẻ lèo mép, chuyện trộm Thái Phi mà bị đồn ra thì không vui đâu. Chọc đến tai hoàng thượng, e là chẳng ai cứu nổi. Nô tài tuyệt không hai lời, Cao Tòng nói, lén lén nhìn Đoan Thái Phi, đốc chủ đã ra mặt, nào có chuyện gì là không được. Ha ha, vậy hai người cứ trò chuyện, nô tài đi giúp Đồng Vân chuẩn bị. Mọi người đều bỏ đi, chỉ còn Âm Lâu và Tiêu Đạc đứng chừng mắt nhìn nhau. Hoàng hôn dần tắt, dáng mây vần vũ giăng đầy trời như tấm lưới lửa, làm mặt hắn sáng lên ánh hồng. Nàng nghiêng đầu đánh giá hắn, hắn diễu võ dương oai ở trong cung, lúc nào cũng có một đám người đi theo đằng sau. Hôm nay thì khác, hắn tới đây một mình, cho dù không mặc cẩm y hoa phục như ngày thường, nhưng trên tay áo hắn vẫn thêu hoa văn mây vàng thoát ẩn thoát hiện, đủ khiến người ta cảm thán người này sống tinh tế biết bao. Hán Thần, ta đến sống trong phủ ngài, liệu có khiến ngài khó xử không? Ta nghĩ mãi, nhân duyên ngài không tốt, chẳng may trên triều lại có ai đó muốn lén hại ngài, tiết lộ chuyện ngài đưa ta khỏi lăng, đến lúc đó hoàng thượng cũng chẳng thể nói rõ ngọn ngành, tất cả sẽ đổ lên đầu ngài, thế thì phải làm sao? Nàng nhíu mày, ngài là cây to đón gió, ta sợ ngài sẽ chịu nhiều tai tiếng. Hắn cho rằng nàng hồ đồ, không ngờ nàng lại nhìn nhận rất thấu đáo. Hắn khẽ thở dài, tấm lòng này của nương nương dành cho thần, thần chịu chút oan uổng cũng cam tâm tình nguyện. Việc này vốn không gây ồn ào, người bên ngoài sẽ không biết được đâu. Nhưng để lộ chút manh mối cũng không sao, không phải nương nương nói nhân duyên thần không tốt sao? Khi làm việc kiêng kỵ nhất là chỉ làm nửa chừng, hoặc là người người đều kính trọng, hoặc là ai cũng có thể dẫm đạp lên. Đơn giản là ác danh bay xa, ai muốn đắc tội thần đều phải suy nghĩ thật kỹ, nương nương thấy có đúng không? Nàng gật gật đầu, ta hiểu, chẳng phải tục ngữ nói đắc tội với quân tử, chớ đắc tội kẻ tiểu nhân sao? Hắn ho khan một tiếng, nương nương xuất thân từ nhà thơ lễ, quả nhiên đầy một bụng chữ. Nàng chắp tay, không dám, chỉ là vài lo âu vặt vãnh của ta mà thôi, chẳng may thánh thượng suy xét không kỹ, liên lụy tới hán thần. Nụ cười nàng tươi tắn, dù đang mặc một thân đồ tang, cô nương trẻ tuổi vẫn không giấu được nét trong sáng vui tươi trên mặt. Môi đỏ nhu diễm cùng hàm răng trắng đều, hắn đột nhiên có một phát hiện hoàn toàn mới, một loại cảm giác tựa phá băng đang nhảy nhẹ từng đợt lan ra khắp trái tim, khiến nó đập rộn ràng. Hắn rùng mình, tựa như nơi nào đó đã xảy ra sự cố. Hắn cuống quýt quay đầu đi, đảo mắt một cái liền trở về bộ dạng bình thường, chỉ nói, nương nương đừng lo về thần, nếu chỉ chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, sao thần có thể ngồi tại đông xưởng lâu như vậy? Đúng là quá nhiều chuyện phải nhọc lòng, nàng giả thưa nói, thủ đoạn của ngài ta cũng biết, nhưng ta thấy vẫn nên ngụy trang một chút thì tốt hơn, tránh cho khuyết điểm lộ quá rõ. Hán thần, ngài nói xem ta nên đóng giả cái gì? Giả nha đầu, giả sai vặt, không thì giả làm mã đồng cũng được. Nàng hào hứng, hay là ta tới Đông Xương hầu hạ ngài nghiên bút? Hắn biết ý đồ của nàng, nhẫn nại cười khẽ, đành ủy khuất nương nương dùng tạm danh nghĩa người thân của thần, như vậy mới không khiến người ngoài nghi ngờ. Hơn nữa nương nương cũng không thể hành động quá mức tùy ý. Thần nhận hoàng mệnh, không thể không hành sự cẩn thận. Nương nương là người thiện lương, hẳn sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của thần. Nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý, ta biết rồi, ta sẽ không gây phiền toái cho hán thần đâu. Nếu đã là người thân, vậy thì ngài đừng gọi ta là nương nương nữa, hay là ngài gọi tên ta của ta đi. Nàng lại đuổi theo hỏi hắn, hán thần có nhũ danh không? Hồi còn nhỏ nhũ danh của ta là Trạc Anh, sau này vào cung, không còn ai gọi ta như thế nữa. Thương lang chi thủy thanh hề, khả dĩ Trạc Ngô Anh. Trạc Anh, cái tên nhộn nhạo nơi đầu lưỡi giống như một viên đường, luyến tiếc không nỡ nuốt xuống, có chút bối rối không biết nên làm sao mới phải. Bắt nguồn từ câu ca dao, thương lang chi thủy thanh hề, khả dĩ Trạc Ngô Anh, thương lang chi thủy chọc hề, khả dĩ Trạc Ngô Túc. Tạm dịch, nước sông Thương Lang trong, ta giặt mũ ta, nước sông Thương Lang đục, ta rửa chân ta. Trạc Anh dịch thô là giặt dây mũ. Rốt cuộc hắn vẫn không đáp lời nàng. Đồng Vân từ đầu đường lại đây, hắn nhận lấy tay nải, quay lại cung kính khom người với Âm Lâu, thỉnh nương nương di giá. Hai chủ tớ đứng ngây người, xem ý tứ của hắn có lẽ là không định đưa Đồng Vân theo, vậy sao được? Âm Lâu gắt gao ôm chặt Đồng Vân, hai người chúng ta không thể tách ra. Hắn quay lại nhìn, có chút bất đắc dĩ, nương nương, nếu nương nương muốn toàn thây rút lui, vậy thì để Đồng Vân ở lại là tốt nhất, cũng là cơ hội tốt cho nàng báo ơn chủ tử. Âm Lâu là người trọng tình trọng nghĩa, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ trốn ra ngoài trước rồi mới quay lại cứu Đồng Vân. Nàng chỉ nghĩ đi thì phải cùng đi, ở thì phải cùng ở. Tuy Đồng Vân chỉ mới bầu bạn với nàng sau khi tiến cung, khi nói chuyện còn hay mắng nàng, nhưng mà sớm chiều ở chung, dẫu bên ngoài luôn đấu võ mồm với nhau, nhưng cảm tình sớm đã sâu đậm. Không thể được, ở quê nhà ta có lời đồn, nói nếu một người chết đuối muốn được đầu thai chuyển kiếp thì phải tìm một người khác chết thay, ngài là muốn ta học theo thói xấu đó sao? Nàng sụ mặt, không thể để Đồng Vân ở lại, nếu hán thần không đưa nàng theo, ta cũng sẽ không đi, ngài liệu mà làm đi. Đồng Vân nghe vậy thì cảm động, nước mắt lưng tròng mà ôm tay nàng, chủ tử đúng là quan lão gia chuyển thế. Quan lão gia tức Quan Vũ, Quan Công, một vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc, là người can đảm, hào hiệp trượng nghĩa. Nàng nói, quan lão gia là hàng xóm của ta đây nghĩa bạc vân thiên, giờ em mới biết sao. Em yên tâm, ta đi đến đâu thì em đi đến đó. Không phải em nói sau này muốn dựa hơi ta mà bày trò uy phong sao, giờ ta bỏ em lại, em uy phong cho ai xem. Nghĩa bạc vân thiên, rất chi là có tình có nghĩa. Hỉ nộ trên mặt Tiêu Đạc khó phân biệt, hắn lặng lặng nghe hai chủ tớ kia ta tới người đi, e là sẽ không thể tách hai người này ra được. Cũng chưa từng thấy có đôi chủ tớ nào như vậy, vị trí đảo lộn hết cả, người ngoài nghe được có khi còn tưởng là một đôi phu thê. Thôi bỏ đi, nếu nương nương không nỡ tay được, vậy thì cứ đưa theo. Nhưng thần báo trước với nương nương, vướng bận càng nhiều thì nhược điểm càng nhiều. Âm Lâu sướng rơn, quên cả nghe lời hắn dặn, vội vàng quay sang với Đồng Vân, còn không mau tạ ơn đốc chủ. Ôi chà, ta đã bảo đốc chủ là người tốt mà, xem, quả nhiên không sai. Tấm lòng này chúng ta phải báo đáp bao nhiêu cho đủ chứ. Hắn không thèm nghe nàng rông dài, cũng chẳng thèm nhận lễ của Đồng Vân, chỉ chăm lo đi trước dẫn đường. Ban đêm trong núi phủ một tầng sương mỏng, thi thoảng có ngọn gió thổi nhẹ qua, vạt áo hắn nhẹ bay, mơ hồ mang theo chút mùi tụy não như có như không, chẳng hay từ lúc nào mà bầu không khí dần trở nên ý vị. Tụy não tức băng phiến. Phù Đồ Tháp. Holic Audio. Chương 17, khổ nạn xong. Cửa cung nằm giữa hai ngọn núi, từ cầu thất cùng đi xuống còn phải qua một đoạn thần đạo dài, đi bộ thêm một khắc mới đến. Đồng Vân đỡ Âm Lâu bước ra ngạch cửa, một chiếc xe ngựa sơn đen đang đứng chờ dưới những bậc thang cẩm thạch trắng, trước xe treo một cái đèn, ánh đèn mơ hồ trong đêm tối, chỉ soi tỏ một người mặc áo xanh đang ngồi đợi trước xe. Hẳn Tiêu Đạc không muốn ầm ĩ, cho nên chỉ mang theo duy nhất một người hầu đánh xe. Hắn cầm đèn đi trước, quay lại thấp giọng dặn dò, bậc thang cao, cẩn thận kẻo ngã. Âm Lâu nâng váy đi phía sau hắn, rốt cuộc hắn đã quen hầu hạ người khác, không phải lo lắng chính mình. Hắn đi chậm lại, tuy không tới đỡ nàng, nhưng vẫn cẩn thận coi chừng. Đến trước cửa xe, hắn nâng mành lên, hiền hòa nói, trên người mặc áo tang, không khỏi khiến người ta chú ý. Thần đã chuẩn bị y phục mới ở trong xe cho nương nương thay xong chúng ta sẽ đi. Âm Lâu nói cảm ơn, bước vào trong xe, khoang xe rộng rãi, nương theo ánh đèn, nàng nhìn thấy một bộ xiêm y chỉnh tề đặt đó, áo ngoài màu mật điểm suýt tơ vàng, bên dưới là chiếc váy mã diện màu xanh. Đồng Vân hầu hạ nàng thay áo, lại tháo búi tóc tang trên xuống, vì cây châm làm bằng gỗ hoàng dương cài quá chặt, mất rất nhiều sức mới tháo xuống được, không khỏi mắng thầm cuối cùng cũng được cởi thứ áo đen đùi này. Từ nay chúng ta sẽ không dính dáng đến chuyện trong cung nữa, sống khoan khoái ngày nào thì hay ngày ấy. Chủ tử chỉ mới tiến cung 1 tháng, còn em có lẽ đã 8 năm chưa rời từ cấm thành rồi. Em 7 tuổi ứng tuyển cung nữ, ban đầu được đưa tới thượng cung cục, bởi vì không lanh lợi nên phải đi vẩy nước quét nhà 2 năm. Sau này phân công chủ tử, đông một người tây một người, rốt cuộc cũng từng hầu hạ 10 vị. Em nói chủ tử nghe, những chủ tử em đi theo đều được phong quý nhân phong tần, nhưng lại chẳng có lấy một người xem trọng em, chỉ cho em làm việc cầm đèn châm dầu suốt đêm. Em còn nghĩ có lẽ cả đời này sẽ vĩnh viễn vùi lại nơi đây, không ngờ gặp được chủ tử, lại còn được cùng chủ tử xuất cung, đúng là vận khí đổi thay. Đợi sau này chủ tử phát tài rồi, ngàn vạn lần đừng giống như những vị kia nhé, cả tấm lòng em đều đặt hết lên người chủ tử rồi đó. Âm Lâu cũng rất khoan khoái, vui vẻ trêu ghẹo nàng, các nàng không thích em là phải rồi, đâu thể trách các nàng được, ai bảo em là cái đồ hay nói nhảm. Nhưng phúc khí em cũng không tồi, đi theo chủ tử ta, cho dù tương lai không phát tài thì cũng không lo bị đói. Em không nghe Tiêu Hán Thần nói sao, hắn đều lo được hết. Đồng Vân muôn vàn cảm thán, nhất định là Tiêu trưởng ấn rất giàu. Lý tưởng sống của nàng chỉ gói gọn trong chuyện không bị đói, cũng không thể trách nàng, sống trong cung chính là như vậy. Khi mới kiến quốc, hoàng cung của đại nghiệp cũng không lớn tới vậy, sau này rời đô mới xây nên từ cấm thành huy hoàng. Cung điện quá rộng lớn, số lượng công nhân cần thiết cũng tăng lên theo, cứ 3 năm lại tuyển cung nữ một lần, chỉ có vào chứ không có ra, dần dần chồng chất từng lớp bế tắc. Khắp từ cấm thành mấy vạn công nhân, để ý một chút là sẽ nghe thấy tin tức điện này sở kia có người chết đói. Đương nhiên cung điện các phi tần sẽ không xảy ra những chuyện này. Cũng chỉ có những người luôn phải phục tùng người khác như các nàng mới phải lo lắng kế sinh nhai. Hai người đều đã yên vị trong xe, Đồng Vân bò lại dựa lên người nàng, chủ tử, khi nào chúng ta lại hồi cung? Âm Lâu mông lung nhìn lên nóc xe, sao thế? Mới thoát ra lại muốn trở về. Đồng Vân lắc đầu, chúng ta phải tính kế cho tốt, nếu phải hồi cung, Hoàng thượng sẽ an bài chủ tử như thế nào? Nếu nhất định phải trở về, chẳng phải chủ tử sẽ phải đến Thọ An cung sống với cái danh Thái Phi suốt đời sao? Đến lúc đó hàng xóm của chúng ta không còn là Quan lão gia, là Vinh An Hoàng hậu đó. Thấy vẻ mặt nàng vẫn mê mang, Đồng Vân nghĩ mình càng phải làm rõ vấn đề này, chủ tử nói xem trong hậu cung ai là người quyền lực nhất. Âm Lâu cân nhắc, Hoàng thượng quản triều chính, hậu cung là việc nhà, người ta chỉ cần tận hưởng lạc thú, chắc gì đã để tâm mấy chuyện còn con. Vậy thì là Hoàng hậu, nàng tự tin nói, chuyện nước cũng giống chuyện nhà, Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là nội đương gia. Đồng Vân chậm rãi gật đầu, lời thì là vậy, nhưng Hoàng hậu cũng có người nọ người kia, có người thì hô mưa gọi gió, có người thì mặt xám mày cho. Nàng vẫn trưng ra vẻ mờ mịt, rốt cuộc Đồng Vân không kiên nhẫn được nữa, con người nàng khi thì thanh tỉnh khi lại hồ đồ, cho dù nàng ngốc, những thời điểm quan trọng nàng vẫn khôn ra. Đồng Vân đành ghé vào tai nàng nói nhỏ, em nói chủ tử nghe, dù sao chủ tử cũng phải đi theo Hoàng thượng, nhưng chúng ta sao có thể không tính tới chuyện giữ gìn thể diện được. Mẹ hai với con dâu, chúng ta từ Thái Lăng trở về, sẽ không thể nào tấn phong được. Trước mắt chủ tử phải nịnh bợ vị bên ngoài kia đã, ngày trước Tiêu Trường Ấn dựa vào Vinh An Hoàng hậu mà lập nghiệp, không thể làm gì được nàng ta. Nhưng nay căn cơ hắn đã được củng cố, tân Hoàng hậu không thể không nể mặt hắn ba phần. Chủ tử dùng thủ đoạn ôm chặt chân hắn, nếu có thể khiến hắn nhìn chủ tử bằng con mắt khác, sau này trong cung sẽ không còn ai dám gây khó dễ cho chúng ta. Đừng nói là ăn sung mặc sướng, có đi ngang qua trước mặt cũng chẳng ai dám nói gì. Chủ tử nghĩ mà xem, tất cả mọi người ngồi cùng một bàn tiệc, con cua được chia cho chủ tử lại to hơn của những người khác, có phải là rất vui sướng không? Âm Lâu vốn là kiểu người tàn mạn thích ra sao thì ra, nhưng tình hình trước mắt cấp bách, có thể thấy lời của Đồng Vân chính là những lời vàng ngọc. Nàng gật đầu không ngừng, ta hiểu ý em rồi, nhưng những việc ta biết làm không nhiều. Nấu ăn thì không được, ta chỉ biết ăn thôi. Thơ từ ca phú thì ta cũng biết một chút, nhưng người ta hẳn là rất bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà thường nguyệt ngâm thơ. Hay là đầy bài cửu, khi còn ở nhà ta vẫn thường chơi, lần nào cũng đại sát tám phương, tạm coi là có tay nghề. Bài cửu pai gâu còn gọi là domino Trung Hoa, xuất hiện từ đời Tống. Đồng Vân không nhịn được mà thở dài, chủ tử không còn sở trường gì sao? Ngoại trừ bài bạc ra, chẳng nhẽ đến nữ công gia tránh cũng không? Nàng lúng túng đáp, ta cũng biết may vá, nhưng mà ta làm rất tốn thời gian. Đã thế tay áo cổ áo hắn nạm vàng nạm bạc, thêu chim loan thêu kim mãng, em bảo ta phải may đến bao giờ? Quả thực quá tốn thời gian, có khi đến lúc hồi cung rồi vẫn còn chưa thêu xong, chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ bể sao? Đồng Vân không biết nói sao cho phải, thực ra hoạn quan những đời trước đều bị quản thúc rất nghiêm ngặt, nhưng trong những đời vua gần đây, bởi vì quyền lực của tư lễ giám, ngự mã giám càng ngày càng lớn, đám thái giám dần dần ương ngạnh hơn, thậm chí còn xảy ra chuyện thái giám trong cung cướp vợ người khác. Cả hai người đều phải nể nang lẫn nhau, không ai thua kém ai, vậy mới là sự bảo đảm vững chắc nhất. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là thuộc hạ mà xúi dục chủ tử làm chuyện xấu quả thật không hay. Thuyền vào bến ắt sẽ thẳng, cả hai dựa dẫm vào nhau, đâu sẽ có đó. Thái Lăng cách kinh thành 30 dặm, đường đêm khó đi, đi rất chậm. Bánh xe kêu lộc cộc trên đường, thi thoảng gặp hòn đá to lại nảy lên thật mạnh. Âm Lâu không thể ngồi yên, đành mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trăng đã lên cao, Tiêu Đạc dục ngựa đi đằng trước, dáng ngồi hắn thẳng tắp như cây tùng. Nàng dựa bên cửa sổ nhìn một hồi, cảnh đẹp ý vui trước mắt khiến tim nàng thoáng bàng hoàng. Hán thần, nàng gọi hắn, thanh âm thâm thấp, e sợ phá hỏng bầu không khí yên bình kia, đêm nay chúng ta có kịp vào thành không? Tiêu Đạc thả cương đi chậm lại, song hành với thân xe, tầm mắt vừa vặn ngang với mặt nàng, bình đảm nói, nếu cứ đi như hiện tại, hừng đông chúng ta sẽ đến nơi. Chỉ là khiến nương nương chịu khổ, đi đường đêm không giống như ban ngày, sẽ tốn sức hơn một chút. Nếu nương nương mệt mỏi thì cứ chợp mắt, 2-3 canh giờ nữa là đến rồi. Sáng sớm mai ngài vẫn phải tiến cung sao? Một đêm không ngủ, quá vất vả cho ngài. Tựa như có cơn hoảng hốt thoáng qua, nhìn mặt hắn cũng chẳng ra thần sắc gì, chỉ nói, không vất vả, thần đây là sống nhờ bổng lộc của Hoàng thượng. Dạo này Hoàng thượng bận rộn, chưa có thời gian quan tâm nương nương, mong nương nương đừng sốt ruột, cứ yên ổn ở trong phủ thần. Chờ 2-3 tháng nữa, khi thời cơ đến, thần sẽ nhắc nhở Hoàng thượng, chuyện nương nương tiến cung nháy mắt là xong. Nàng đâu muốn tiến cung, ngập ngừng định nói, rốt cuộc vẫn không thể thốt ra. Hắn vội vàng thoáng nhìn biểu cảm của nàng, ánh trăng nhàn nhạt bao trùm ngũ quan tinh xảo, không biết lời hắn vừa nói có đọng lại trong đầu nàng được tí nào không. Trông nàng dường như không mong đợi gì chuyện tiến cung, hắn thử hỏi, nương nương có tâm sự, không ngại giải bày với thần xem sao, tuy thần năng lực có hạn, nhưng biết đâu có thể giúp đỡ nương nương. Nàng cười, lắc đầu, hán thần đã giúp ta mấy lần, nay ta lại tới quấy rầy phủ ngài, lòng ta băn khoăn, không biết phải làm sao mới bớt được phiền toái cho ngài. Chuyện tiến cung đã không còn gì bàn cãi, nếu như bình tĩnh xem xét, ta thấy cũng không có gì phải vội. Hán thần không cần góp lời cho Vạn Tuế ra đâu, ta nghĩ, nàng cau mày trầm ngâm, nếu Vạn Tuế ra nhớ ra, đó là tốt nhất, nếu không nhớ đến, ta có thể mai danh ẩn tích tự mình mưu sinh, cũng không có gì quan trọng. Tiêu Đạc minh bạch trong lòng, câu nhớ ra là tốt nhất của nàng chỉ là lấp liếm ngoài mặt, trong lòng nàng nhất định là nghiêng về vế sau. Hắn không khỏi bật cười, một nữ nhân muốn tự mưu sinh, dựa vào cái gì mà sống sót. Phố phường hung hiểm không kém gì trong cung, nếu thật sự thả nương nương đi, chị e còn chẳng có đất cắm rùi. Gió cát thổi tới, hắn hơi nheo mắt lại, uyển chuyển cười nói, hơn nữa nương nương còn luôn miệng nói muốn báo ơn thần, nếu cứ như vậy mà đi, thần biết phải đòi nợ thế nào. Thần vẫn đang chờ nương nương nhất minh kinh nhân, sau này dìu dắt thần trên con đường làm quan đây. Đã tới nước này rồi, buông tay chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nương nương không hiểu, nương nương sinh ra trong phú hộ, không nhìn thấu khổ đau ngoài kia, thần lớn hơn nương nương vài tuổi, từng phải trải qua nạn đói, cả đời này không thể nào quên. Nhất minh kinh nhân, bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng một khi đã làm thì sẽ đạt được thành tích khiến người người kinh ngạc. Âm Lâu tò mò, gặng hỏi hắn, hán thần hiểu biết nhiều, không ngại nói cho ta nghe một chút. Hắn trầm ngâm, phảng phất như vết thương cũ hé miệng, xương sườn nhói đau, một hồi lâu sau mới bắt đầu nói, năm thiên hữu thứ 8, quê nhà thần gặp nạn châu chấu, khi đó thần mới 10 tuổi, trong một đêm hoa màu đều bị ăn sạch, mặt đất trơ trọi, người người khóc không ra tiếng. Tất cả đều trắng tay, nhưng địa tô thì vẫn phải nộp, chuyện này vẫn chưa đáng nói, quan trọng là cả nhà đều thiếu ăn. Châu chấu càn quét đến đâu, nơi đó liền trơ trọi đến nỗi vỏ cây cũng bị gặm trắng, dân chúng chẳng kiếm ra nổi một hạt gạo, ai cũng đói đến váng đầu hoa mắt. Nương nương có biết cơm châu chấu có vị gì không? Nướng lên ăn, luộc lên ăn, hầm lên ăn, ăn nhiều đến nỗi nhìn thôi đã cảm thấy buồn nôn, dạ dày quặn thắt. Nhưng chẳng còn cách nào, nôn ra cũng phải ăn, không ăn thì không sống nổi. Sau này cha mẹ thần đều lần lượt chết hết, khi đó thần cùng huynh đệ vào kinh làm ăn xin bên đường. Âm Lâu nghe hắn kể mà sửng sốt, không ngờ hắn lại có xuất thân đau khổ tới vậy. Cơm châu châu ư, chỉ nghe hắn miêu tả thôi đã khiến lông tóc người ta muốn dựng đứng. Nàng không thể tưởng tượng nổi một người ung dung như hắn lại phải cúi đầu ăn côn trùng. Nàng nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói, hèn chi ngày đó ta hỏi chuyện trong phủ, ngài nói đều không còn nữa. Hán thần rời xa quê như vậy, ngày sau sẽ phải lo liệu thế nào? Lo liệu thế nào ư? Ai ai cũng than hắn quyền thế ngập trời, lại không ai thấu khổ ải hắn từng chịu. Cũng không biết tại sao, hôm nay hắn lại có tâm trạng nói chuyện cùng nàng, ai cũng có nhu cầu tâm sự, hắn cũng thế. Chỉ là ngày thường hắn lạnh như cục sắt, hôm nay bị nứt một vết, những thứ chồng chất bao lâu đều tuôn ra như hoàng hà vỡ đê. Tiền tài hạnh phúc không tiện khoe ra, nhưng khổ đau thì chẳng việc gì phải giấu giếm. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu sáng kim quan trên tóc, hắn lẩm bẩm nói, giọng đều đều chẳng buồn chẳng vui, khi ấy huynh đệ thần không thân không thích, chỉ còn nước đi làm ăn mày, bám theo dòng người tị nạn phiêu bạt tứ phương. Ban ngày thì đi gõ bát khắp nơi xin ăn, ban đêm thì chui vào một cái hẻm nào đấy ngủ tạm, có một manh chiếu che đầu đã thấy thật thỏa mãn. Cứ lưu lạc như vậy 2 năm, có một ngày ở đầu phố xuất hiện một thái giám đi lựa trẻ con, nói muốn mua chúng thần, hắn nhẹ nhàng cười, tựa hồ chẳng chút oán giận, việc tịnh thân chỉ như vệt nước thoáng qua, chẳng mấy chốc đều bay hơi sạch. Tuy vào cung bị người ta khi dễ, nhưng rốt cuộc vẫn tốt hơn so với bên ngoài. Đã làm thái giám, lúc nào cũng phải thật cẩn trọng. Một đám người sau này đều đã chết gần hết, chỉ còn mình thần lảo đảo bò lên được vị trí này, bởi vì sao? Bởi vì thần chịu dụng tâm hơn những người khác. Càn Thanh cung, dưỡng tâm điện, thần quỳ dạp trên nền gạch vàng, viên nào rỗng, viên nào đầy, thần đều biết. Một người luôn cẩn thận nhạy bén, hôm nay bỗng dưng thao thao bất tuyệt, đến tên tùy tùng đánh xe cũng thấy kinh ngạc. Hắn vẫn thản nhiên như không, quay sang nói với nàng, thần rông dài nửa ngày, cũng là muốn nương nương nhìn cho rõ, bên ngoài không dễ sống chút nào đâu. Người từng nếm phú quý khó mà chịu nổi nghèo đói, sống trong cung mới là lựa chọn tốt nhất. Âm Lâu chỉ biết ngây ngốc gật đầu, không nhớ nổi hắn đã khuyên nhủ những gì, cứ chìm đắm mãi trong câu chuyện của hắn. Dẫu tác phong của hắn bị bao người lên án, nghe qua những khổ ải kia, nàng cảm thấy hắn cũng đáng được cảm thông. Phù Đồ Tháp, Holic Audio, chương 18, Lê Hoa Tuyết. Số câu Tiêu Đạc nói với nàng tính từ lần đầu gặp còn chẳng nhiều bằng của riêng ngày hôm nay. Trước kia nàng chỉ cảm thấy hắn xa cách, tâm tình của nàng đối với hắn rất mâu thuẫn hỗn độn, một nửa khinh thường, một nửa kính sợ, một nửa cảm kích, một nửa phòng bị. Chắc chờ năm xưa của hắn giống như vết sẹo, hẳn là giấu giếm bên dưới hành mãng dương nanh múa vuốt. Khi nghe chính miệng hắn nói ra, thì ra cũng không hề vinh quang hào nhoáng. Xuất thân đau khổ ngược lại khiến người ta thấy thân thiết hơn nhiều. Ta hiểu ý của ngài, quả đúng là ta không biết trời cao đất dày. Nàng có chút áy náy, nhỏ giọng nói, hán thần hẳn là không hề muốn nhắc tới những chuyện cũ kia, ta nghe thôi cũng không chịu nổi. Ta làm ngài không được thoải mái trong lòng, là ta sai rồi. Hắn ngồi trên lưng ngựa, vẫn nhìn thẳng về phía trước, sườn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, nương nương quá lời rồi, thần không có gì không thoải mái. Chuyện quá khứ chỉ như gió thoảng, hiện tại đối với thần chẳng còn ý nghĩa gì. Thần chỉ nhìn về phía trước, hy vọng nương nương cũng như vậy. Hắn nói xong lại thản nhiên cười ấm áp, hôm nay nương nương đã vào phủ đệ của thần, thần lại không có người thân, liền coi nương nương như một nửa người nhà. Chúng ta qua lại với nhau một chút cũng rất tốt, nếu sau này có tâm sự gì, mong nương nương đừng giấu giếm nữa, nói ra với thần chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Thì ra là một cuộc trao đổi ngang giá, có lẽ những năm tháng quá khứ đối với hắn thực sự không hề quan trọng. Thống khổ đã qua còn có thể lôi ra để giao dịch, quả là lợi thế nhỏ đổi lấy lợi ích lớn, thuận mua vừa bán. Một loại tư vị kỳ lạ không nói nên lời nổi lên, Âm Lâu đành cười trừ, thả mảnh xuống chui vào trong xe, không nói thêm gì với hắn nữa. Bên tai vẫn là tiếng vó ngựa đều đều, không nhanh không chậm, hòa vào cùng tiếng bánh xe kéo kẹt. Đêm đã khuya, nàng có chút mệt mỏi, đành dựa vào Đồng Vân ngủ một giấc. Đoạn đường 30 dặm, thúc ngựa một canh giờ là tới. Nhưng bởi vì đi cùng xe ngựa, tốc độ liền chậm đi một nửa. Gần đến phụ thành môn, nhìn về phía xa, tường thành nguy nga sừng sững in bóng trong màn đêm mênh mang, từng lớp chồng chất lên nhau, giống như mây đen không tan đi được. Trên cổng thành treo hai ngọn đèn buộc lụa trắng, dưới đèn có mấy tên lính đang đứng gác, tiếng giáp sắt va vào nhau mơ hồ theo gió truyền lại đây. Thiên hộ Vân Úy ngồi ngoài đánh xe, thấp giọng nói, đêm nay là tên Trương Hoài chỉ huy trực ban, người này rông dài, không tránh khỏi phải đối đáp vài câu. Thiên hộ, tên một chức quan. Tiêu Đạc ừ một tiếng, đội mặc ly lên, nói, cứ mặc kệ hắn kiểm tra, cũng chỉ làm bộ cho có, hắn không dám gây khó dễ gì đâu. Vân Úy thưa vâng, giơ roi khẽ quát một tiếng, xe ngựa từ từ đi về phía cổng thành. Ngẩng đầu nhìn, tấm biển đá trên cổng tò vò khắc một cành hoa mai, đá khô sứt mẻ, đây là cổng duy nhất trong số 9 cổng có chút ý thơ. Xưa nay phụ thành môn là nơi xe chở than đá ra vào, than đá và mai, không biết là một đời hoàng đế nào đó có nhã hứng, ban một bút cho chốn luôn luôn lạnh lẽo xám xịt này. Hiện giờ lính của quân đội đều được phân công rất kỹ, việc gác cổng vốn do cẩm y vệ đảm đương, gần đây nhân lực điều động thường xuyên, lại đúng dịp tân đế đăng cơ, liền giao lại cho nha môn của ngũ quân đô đốc sai khiến ngự lâm quân thu xếp. Đông xưởng của Tiêu Đạc rất có sâu xa với cẩm y vệ. Các trưởng ban, ban lãnh, tư phòng của đông xưởng đều được điều động từ nòng cốt của cẩm y vệ sang, có thể nói hai cơ cấu này là cùng vinh cùng nhục. Nhưng ngũ quân đô đốc phủ thì khác, không có quan hệ lợi hại gì, giao tình chỉ ở mức thường thường. Trưởng ban, ban lãnh, tư phòng, tên các chức quan. Nhưng mà Tiêu Đạc chính là Tiêu Đạc, không cần biết có giao tình hay không, chỉ cần nói tên hắn ra, nào ai dám không nể mặt hắn ba phần. Ban lãnh ngự lâm quân đè thanh nhạn linh đao bên hông đi đến trước ngựa, giơ tay cao giọng quát, đứng lại. Giờ nào rồi, còn muốn đi đâu? Khi ánh đèn soi tỏ, hắn ta lại cười, thì ra là Vân Thiên Hộ, đã nửa đêm, đông xưởng lại có công vụ phải làm sao? Vân Úy nói, đúng là vậy, còn mong Trương quân môn tạo điều kiện, mở cửa thành cho ta đi vào. Đông xưởng ra vào không có chuyện phân biệt ngày đêm, nhưng kiểm tra vẫn là cần thiết. Trương Hoài nhìn về phía xe, cửa sổ đóng kín mít, bên trong treo mành, không nhìn ra được gì. Hắn ta quay lại nhìn người cưỡi ngựa, duệ tháp cẩm y, đầu đội mạc ly, gương mặt ẩn nấp sau tầng vải đen, cũng lay động không thể nhìn rõ. Hắn ta chắp tay với Vân Úy, xin hỏi Vân Tiên Hộ, người ngồi trên xe là ai? Mời Tiên Hộ mở cửa xe, chờ kiểm tra xong xuôi tức khắc cho đi. Còn có vị bên cạnh này, xin mời giao eo bài ra để Trương Mỗ kiểm tra thực hư, Trương Mỗ thực hiện chức trách, có chỗ nào đắc tội mong các vị bao dung. Người đứng cạnh vẫn bình thản, tháo con bài ngà trên eo xuống ném qua, cười nói, Trương Quân Môn làm tròn phận sự, phần tận tâm này thật khiến nhà ta kính nể. Nhà ta, một cách xưng hô của thái giám. Trương Hoài ngẩn người, tiếng nói phát ra từ sau tấm vải che mặt trong sáng như tiếng kim thạch chạm nhau, khác hẳn với kiểu ăn nói oai hùng vũ phu của bọn họ. Lại nhìn đôi tay đang cầm cương trắng nõn dưới ánh đèn, khí thế ngồi từ trên lưng ngựa cao nhìn xuống, ngoài người trong hoàng tộc ra, có lẽ chỉ còn trưởng ấn tư lễ giám. Hắn ta quét mắt qua tấm eo bài, trên đó khắc 4 chữ, để đốc đông xưởng, theo thể triện rất rõ. Con bài ngà lạnh băng lập tức bỏng rẫy, giống như nắm một củ khoai lang nóng trong tay, hắn vội vàng cung kính giơ cao tay trình lên, không biết hán công giá lâm, là ti chức đường đột. Tiêu Đạc vén tấm vải che mặt lên, nói, trên xe là gia quyến của ta, ban ngày bận rộn trên chiều không có thời gian, chỉ đành nghênh đón suốt đêm hồi phủ. Rồi dặn dò Vân Úy, mở cửa ra cho Trương Quân Môn xem qua. Trương Hoài bị dọa nhảy dựng, vội nói không cần, nếu đã là gia quyến hán công thì cần gì phải kiểm tra. Hắn ta xoay người sai mở cửa thành, chắp tay nhường đường, mời hán công. Trước nay Tiêu Đạc vẫn luôn cư xử hòa ái dễ gần với người ngoài, ôm quyền đáp lễ lại, hôm nay đêm đã khuya, đợi ngày khác rảnh rỗi lại mời Quân Môn uống mấy chén. Nói xong thì chuyển đầu ngựa lưỡng thững đi. Mấy tên ngự lâm quân xuống lại ngơ ngác nhìn theo, Trương Hoài rít mấy chữ ra từ kẽ răng, yêu quái gì thế không biết. Người bên cạnh đáp lời, trước kia chỉ nghe nói Tiêu Đạc tàn nhẫn độc ác ra sao, lại không ngờ dáng vẻ xinh đẹp thế này, thế mà lại là nam nhân, nếu là nữ nhân thì lợi hại đến mức nào. Có người khác che miệng cười, không quan trọng, dù sao giữa háng thiếu một khối, là nam hay nữ đều thích hợp. Bọn họ nói bậy nói bả, Trương Hoài lại rất kiêng kỵ, trừng mắt quát lên, cẩn thận cái mồm, chốc nữa mà lăn ra chết thì đừng trách. Thất thần cái gì, còn không mau đi canh cửa đi. Mọi người dùng mình, lúc này mới nhớ ra vị trông như tiên nữ kia làm nghề gì kiếm ăn. Trạm gác ngầm của đông xưởng không chỗ nào không có, chẳng may truyền đến tai hắn, cửa lớn đông xưởng mở rộng ra, sẵn sàng đón ngươi vào đi dạo mọi nơi mọi lúc. Bánh xe cuồn cuộn lướt đi, nhanh chóng đến lối rẽ vào ngõ phủ học. Đi về đằng trước một chút chính là Tiêu phủ. Tiêu Đạc xuống ngựa mở cửa xe, đánh mảnh hướng đầu nhìn vào trong, hai chủ tớ đang ngủ mê mệt, nghe thấy động tĩnh mới mở mắt ra. Âm Lâu chẳng phải người thận trọng, cũng không có gì phải cảnh giác với hắn, kể ra cũng là một đức tính tốt thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Hắn vươn tay tới, đến nơi rồi, xuống xe thôi. Nàng do dự một chút rồi mới đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay hắn hơi lạnh, trái ngược với bàn tay ấm áp của nàng. Nàng nhảy xuống đứng bên cạnh hắn ngắm nghía, Đồng Vân nói không sai, hắn thực sự giàu, phủ đệ này mới xây xong, nhà cao cửa rộng, đầu cửa treo bảng hiệu, đông xưởng đế đốc phủ, rất chi là khí phái xa hoa. Hắn chỉ tay vào hai nô tỳ đứng dưới bậc thang, những người này là để cho nương nương dùng, các nàng làm không tốt cứ tùy ý trách phạt, không cần hỏi thần. Âm Lâu nghe xong thì ngây ra, không biết những người đó từng được hắn dạy dỗ như thế nào, đều nín thở liễm thần đi lên thỉnh an, hai tay đặt nghiêm chỉnh tồn an, sao sao bái kiến nương tử. Nương tử không chỉ dùng để gọi vợ mà còn để chỉ những cô gái trẻ. Sao sao, một kiểu hành lễ hơi khuỵu một bên chân xuống gần giống ngồi xổm. Kiểu hành lễ này từng được miêu tả rất rõ trong bộ cung lược chị Mạc Thiên Y edit. Hắn không cho nàng thời gian đáp lời, nắm chặt tay nàng không hề buông ra, chuyển cánh tay đặt tay nàng lên mu bàn tay hắn, vững vàng nâng lên, khom người nói, hàn xá đơn sơ, trễ nải nương tử rồi. Mời nương tử đi theo thần, phía sau có một khoảng sân, tạm coi là thanh tĩnh, thần đưa nương tử đi xem. Âm Lâu thấy có chút kỳ quái, tuy đã sửa xưng hô của nàng thành nương tử, nhưng hắn vẫn xưng thần như cũ. Bây giờ không tiện hỏi gì nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn cùng hắn bước qua cổng lớn. Đồng Vân bị các nàng đưa đi nhận phòng, một mình Tiêu Đạc từ từ dẫn Âm Lâu đi, qua cửa thủy hoa, bên trong có một động giếng trời, hành lang uốn lượn chảy quanh núi giả lầu các, lần lượt phô bày cảnh xuân tươi đẹp. Nàng khẽ khàng, òa, lên, buông tay hắn chạy vội tới cây hoa lê trong sân. Cái cây này cao lớn dị thường, cành lá tốt tươi, xem chừng đã hơn 100 tuổi rồi. Dưới gốc cây treo vài ngọn cung đăng vải đỏ, cánh hoa tinh khiết ướm một tầng đỏ tươi nhàn nhạt, rào rạt rơi xuống theo làn gió, phiêu diêu bay mãi ra ngoài, phủ một thảm dày dưới tán cây. Nàng ngẩng mặt, thi thoảng lại có một cánh hoa lướt qua bên má nàng, đem theo hơi lạnh thấu xương. Nàng quay người lại nhìn hắn đạp lên thảm hoa mà đến, cười nói, ta vẫn luôn muốn có một cái cây như vậy. Khi 6 tuổi ta từng mua hạt cây ở chợ đem về gieo, ngày ngày ngồi xổm một bên ngóng trông nó sớm nảy mầm, sớm nở hoa. Khi đó ta cho rằng tưới nhiều nước là có thể làm nó lớn nhanh hơn, ai ngờ nó ốm rễ rồi chết, làm ta buồn mất một khoảng thời gian. Hắn chắp tay sau lưng hướng lên nhìn ngọn cây, thân ngọc dưới đèn, phong tư lỗi lạc. Biểu cảm trên mặt vẫn bình thường, trong lòng lại nảy một ý cười điềm đạm. Cây lê này được đưa từ nơi khác tới đây, thần tưởng rằng trải qua một chuyến sóc này, sợ năm nay lỡ mất mùa hoa, không ngờ nó vẫn nở náo nhiệt đến nhường này. Chỉ tiếc ban đầu định đưa 2 cây tới, một cây khác không chịu được mùa đông giá rét, chưa kịp đào lên đã chết lạnh, còn lại cái cây này cô đơn, không biết còn tươi tốt được mấy mùa xuân. Nàng nói không sao, có thể trồng thêm vài cây, chờ dăm 3 năm nữa, thế là tất cả đều cùng nở. Hắn là người chú ý hiệu suất, lắc đầu nói, tốn nhiều thời gian quá, tìm mua sẵn vẫn tốt hơn. Ngày mai thần lại sai người ra ngoài tìm, chọn một cây trưởng thành nhổ về đây trồng, trang hoàng cái vườn này thành một rừng hoa lê, nương nương có chịu không? Nàng vui vẻ đồng ý, cũng không nhìn hắn nữa, ánh mắt lưu luyến nơi đầu cành. Hắn lẳng lặng đứng sau lưng nàng, ánh lửa đỏ xuyên qua vài đèn chiếu sáng khắp gương mặt nàng, nàng cởi áo tang mặc bộ đồ hắn đã chuẩn bị, nhan sắc không quá đỗi diễm lệ, lại toát lên một loại linh động khiêu khích. Một mảnh cánh hoa rơi xuống tóc nàng, hắn bảo nàng đứng im đừng nhúc nhích, giúp nàng lấy xuống. Nhụy hoa non mềm nằm giữa 2 ngón tay hắn chăm chú nhìn, bỏ vào trong miệng. Đôi môi tỏa sáng cùng khóe môi hơi nhếch lên, Âm Lâu thấy động tác của hắn, thoáng chốc đỏ bừng hai má. Trong đêm hoa đẹp trăng tròn, dường như lòng người hóa thành mềm mại, hắn đẹp như vậy, cho dù biết là thái giám cũng không khỏi làm người ta miên man bất định. Biểu cảm hắn thỏa mãn, híp mắt lại, chậm rãi nhấm nuốt, cứ như đang nếm một thứ mỹ vị. Âm Lâu thò tới như chó vẫy đuôi, hỏi hắn hương vị thế nào, hắn ậm ừ một tiếng thật dài, ngon. Nàng chưa từng ăn hoa, trước kia thường nghe nói có mỹ nhân lấy tiền tiêu khiển, ăn hoa vào có thể làm cả người tỏa ra hương thơm. Nàng có chút nóng lòng muốn thử, với lấy cành hoa trên đầu hái xuống một bông, cành hoa lay động, làm cho hoa rụng đầy đầu. Nàng không thèm để ý đến, bớt cánh hoa ra nhai như bò nhai vừa cảm nhận, chậm rãi nhíu mày, chép miệng nói, ngài lừa ta sao? Sao ta lại chỉ toàn thấy đắng? Cùng một cây còn có quả chua quả ngọt, hoa thì khác sao? Vẫn thế nương nương không tốt, hái chưa đúng bông. Hắn quay mặt đi mỉm cười, lại hái một bông trên đầu nàng xuống, nếm thử cái này xem. Nàng nghe xong vội đưa tay nhận, hắn lại giơ tay cao lên, nói qua tay sẽ mất ngon, vẫn là để thần làm đi. Âm Lâu là đồ ngốc, thế mà nàng lại tin, thấy hắn đưa qua liền há miệng, đầu ngón tay hắn tiện thể lướt một đường trên môi nàng, thu tay về đưa lên lưỡi liếm trong làn sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ mị hoặc không tả xiết, lười biếng cười nói, thần đoán không sai, quả nhiên là ngọt. Phù Đồ Tháp, Holic Audio, chương 19, Nhất Âu Xuân. Âm Lâu ngượng ngùng che miệng, đỏ mặt tía tai nói thầm, hán thần đứng đắn một chút, không thể đùa giỡn ta như vậy, ta trông vậy nhưng rất nóng tính đấy. Nóng tính thì dọa được ai? Hắn bâng quơ đáp, nương nương quá lời rồi, thần là thái giám sao có thể đùa giỡn nương nương. Thử hỏi Thuận Thiên Phủ mà xem, cùng lắm cũng chỉ là tội danh nịnh nọt chủ tử, nương nương nói xem có đúng không? Không đúng, nàng ngập ngừng đáp, ta chỉ tới phủ ngài ở tạm, ngài không thể động tay động chân với ta. Động tay động chân, hắn trưng ra vẻ mặt như thể đang nghe chuyện cười, thần động tay động chân với nương nương sao? Nương nương đừng quên thần không phải là nam nhân, nếu đã không phải nam nhân, tiếp xúc với nhau một chút cũng không bị coi là bất nhã. Nương nương có biết thế nào mới thực sự là động tay động chân không? Tầm mắt hắn dừng lại trên cổ áo nàng, nàng sợ hãi ôm ngực lùi lại một bước, phóng cho hắn một cái lườm cảnh báo, ngài sờ miệng ta rồi, chính là động tay động chân. Tiêu Đạc bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên kiến thức của nương nương quá hạn hẹp, như vậy không được. Sau này còn phải hầu hạ hoàng thượng, chỉ chút động tĩnh nhỏ đã khiến nương nương hoảng sợ, thần khó tránh khỏi bị hoàng thượng trách phạt tội không tròn bổn phận. Hắn xoa xoa cằm cân nhắc, các nương nương trong cung luôn bình thản ung dung để cho người khác hầu hạ, đó mới là phong thái tứ bình bát ổn của nhà đế vương. Sau này quay về cung, tiền đồ của nương nương là không thể hạn lượng, không nên vì vài thứ nhỏ nhặt này phá hỏng. Đã như vậy, thần lại càng phải để mắt nương nương, khi rảnh rỗi nhất định tới trong viện thăm nương nương một chút. Đám thuộc hạ chân tay lóng ngóng, khó tránh hầu hạ sai sót. Những thứ khác như chải đầu, tắm gội, thay quần áo, hắn càng nói càng cười tươi, thần tuy ngu dốt, nhưng những chuyện này đều làm thành thạo. Nếu nương nương không chê thì để thần tới hầu hạ, chắc chắn sẽ chu toàn hơn những người kia gấp trăm lần. Âm Lâu bị dọa tới trợn mắt, hắn còn định hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo. Không lẽ những việc này các nương nương trong cung đều dùng đến thái giám sao? Miệng lưỡi tên Tiêu Đạc này quá lươn lẹo, nàng không thể tin hắn được. Một trận gió nổi lên, cánh hoa bay tán loạn giữa hai người, trong lòng Âm Lâu nổi lên một cơn cảm khái khó hiểu, nhưng nàng vẫn kịp định thần lại, đáp lời hắn, đã có Đồng Vân rồi, không dám để hắn thần phải nhọc lòng. Ngài là Phật Tôn, nếu hạ mình tới hầu hạ ta sẽ khiến ta tổn thọ mất. Rồi lại cười cười, hơn nữa ta không thích tiếp xúc với người khác, đây là tật xấu từ nhỏ của ta rồi. Sợ người lạ sao, tật xấu này của nương nương đúng là không dễ chữa, nhưng mà không sao, dần dần rồi sẽ tốt lên thôi. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt nàng, kéo đôi tay đang gắt gao ôm ngực của nàng xuống, nương nương là người đoan chính, về sau không thể làm ra động tác bất nhã này. Nếu có ai có ý định khi dễ nương nương, chỉ với hai tay cũng chẳng thể ngăn cản. Nương nương chỉ cần nhớ cái thần không phải là nam nhân, nương nương không cần phải che đậy trước mặt thần. Thân mình thần đã như vậy, cho dù có ý định với nương nương đi chăng nữa thì cũng đâu thể làm gì. Hắn nói từng chữ vang lên bên tai, như muốn khắc thật sâu vào tâm trí nàng. Lại một lần nữa hắn chứng minh mình vô hại, một lần nữa nói chính mình không phải nam nhân, những lời này Âm Lâu nghe mà bi ai. Nàng khẽ thở dài, hắn thần đừng tự coi nhẹ mình, trong mắt ta ngài không có gì khác gì những đấng mày râu. Mệnh là do trời định, chỉ là xuất thân ngài không quá tốt. Những lời này, tự làm chính mình khó chịu, hà tất phải nói ra hay sao? Hắn hơi ngơ ngẩn, cười khổ nói, chẳng lẽ nương nương vẫn coi thần là nam nhân sao? Cả nửa đời thần coi như đã bị hủy hoại, vô gia vô thất, đoạn tử tuyệt tôn, nói hay không cũng đều như nhau. Nàng khoanh tay đứng dưới đèn lồng, nhíu mày hỏi, nếu được sống lại một lần, liệu ngài có hối hận vì đã tiến cung không? Hắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nếu không tiến cung, chẳng nhẽ lại ở lại quê nhà đào từng tấc đất cằn. Mỗi ngày đều ăn bữa nay lo bữa mai. Âm Lâu cảm thấy dẫu thế gian này rộng lớn, nhưng đi đến đâu vẫn luôn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nàng chép miệng, với tướng mạo của ngài, còn lo không có cơm ăn sao? Tìm tới những nơi chuyên tiếp khách nữ, bồi bọn họ uống rượu chơi bài, vừa không mệt lại còn nhiều tiền. Ta nói ngài nghe, ở Mính Đinh Lâu quê ta có một vị liên thành công tử, mỗi lần xuất đầu lộ diện đều khiến người đổ xô ra đường, tất cả đều muốn được chiêm ngưỡng phong thái vị công tử kia. Có một lần ta cũng đi xem náo nhiệt, chỉ mới thấy vị công tử kia từ xa, quả thật là khiến người ta phải thương nhớ ngày đêm, nhưng nếu so sánh với ngài, chật, hắn còn không bằng một góc của hán thần. Cho nên chỉ cần bỏ qua mặc cảm, không cần làm gì hết, chỉ đứng thôi cũng có thể hái ra tiền. Tiêu Đạc không hiểu rốt cuộc nàng học được những thứ này ở đâu, nheo mắt nhìn nàng, nương nương đây là đang dạy thần học điều xấu. Âm Lâu liếc hắn, thầm nghĩ ngươi đã đủ xấu rồi, còn cần người khác dạy sao? Nhưng lời này có đánh chết nàng cũng dám nói ra, vuốt mũi nói, không phải, ta chỉ nói đùa vậy thôi, hán thần nghe xong đừng để bụng. Hắn lại nhớ đến câu, thương nhớ ngày đêm, kia của nàng, vị liên thành công tử kia thực sự không bằng thần. Âm Lâu liên tục gật đầu, không bằng, hán thần phong hoa tuyệt đại, liên thành công tử kém xa lắm. Nếu đã kém xa mà vẫn có thể khiến nương nương thương nhớ đêm ngày, nương nương đúng là không biết chọn. Hắn rũ mắt lau chuỗi ngọc trên cổ tay, nhưng thần lại nghĩ, biết đâu trong lời nói của nương nương còn ngụ ý gì khác. Hay là nương nương mơ ước thần đã lâu, lại e ngại thân phận không tiện bộc bạch, cho nên mượn danh liên thành công tử để tỏ lòng. Thần ngẫm lại, nếu quả thực như vậy, hẳn là từ ngày treo cổ đó nương nương đã bị phong thái của thần thuyết phục chăng? Hắn không đỏ mặt không loạn tim nói lời này ra, nói xong lại ung dung đánh giá nàng, làm cho Âm Lâu cứng họng. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu tự tin mới dám kiêu căng nhường này? Nàng chớp mắt, quay sang chỗ khác ngắm hoa, mùa hoa lê ngắn ngủi, phải tranh thủ ngắm cho đã, có khi 2-3 ngày nữa hoa tàn mất rồi. Nàng nói gần nói xa, tươi cười của hắn nhuốm chút bi ai, nàng không giống hoàng hậu có mục tiêu rõ ràng, đã muốn thứ gì thì sẽ một lòng giành lấy. Có lẽ bởi vì nàng còn quá trẻ, chưa hiểu rõ phải chu toàn. Nhưng tính ra chơi đùa cũng khá vui, nàng không ngốc, đương nhiên là hiểu được huyền diệu bên trong, chỉ ngại nàng quá non nớt, khiến cho hắn có một loại cảm giác cô độc gặp được địch thủ. Đã khuya rồi, nàng dương mắt nhìn quanh, ước chừng đã sắp giờ sửu, hán thần nên quay về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên chiều nữa. Trước kia hắn thường thức trắng đêm bận bịu phê hồng, đối với hắn giờ sửu không coi là quá muộn. Huống chi bây giờ trong phủ có thêm nàng, nói chuyện trêu đùa, càng không nhận ra thời gian trôi nhanh. Nhưng sợ nàng mệt rồi, hắn vẫn thấp giọng như cũ: thưa vâng, nương nương đi đường sóc này cả đêm, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Thần đưa nương nương quay về phòng, ngày mai lại bảo hạ nhân đưa nương nương đi dạo xung quanh. Nàng cười đồng ý, nói chuyện với nhau như vậy mới giống hắn thường ngày, ăn nói bậy bạ như vừa rồi chẳng ra thể thống gì cả. Âm Lâu thầm nhìn ngẫm trong lòng, không biết có phải ở trước mặt hoàng hậu hắn cũng khoe khoang như vậy hay không, cứ túm chặt lấy đầu để câu chuyện không chịu buông, liên tục bước nàng vào ngõ cụt, làm nàng không thể xuống đài. Các nương nương trong cung đi đâu cũng phải có người đỡ tay, đây là thứ hình thức phô trương thanh thế, dần dần rồi cũng thành quen. Hắn bước tới đỡ nàng ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay cho hắn. Hắn dẫn nàng đi theo đường mòn bên hồ, đi qua cửa tròn, tầm mắt lại được mở rộng thông suốt. Đó là một căn phòng rất lớn, cửa sổ trực linh, góc mái uốn cong, 4 cây cột to đỏ thẫm đỡ lấy mái nhà, nhìn qua rất giống kiến trúc thời Thịnh Đường. Nàng lắng tai nghe, mỗi khi gió thổi qua, chuông đồng treo dưới mái hiên lại kêu lên leng keng, không phải là thứ tiếng vang ồn ào phiền nhiễu, mà là thanh âm vụn vặt thánh thót, thực du dương dễ nghe. Trong vườn có mấy nha đầu đang xách thùng nước đi lại, những đế đèn bằng đá được đúc theo hình mái đình, cao bằng nửa người, vừa thông khí lại vừa tránh mưa. Đèn trong đình được thắp suốt đêm, mỗi canh giờ lại có người đi thêm dầu. Trước kia ở trong cung Đồng Vân từng phải làm việc này, vừa nhắc tới liền nghiến răng hận thấu xương, chỉ sợ bây giờ muốn tránh cũng không kịp. Khi Âm Lâu bước vào, nàng ấy đang ngẩn ngơ đứng đó, vừa thấy bóng nàng liền cười tươi chạy tới, nói: em đúng là được mở rộng tầm mắt, mới đi nhìn một vòng mà đầu óc vẫn còn choáng váng đây. Tòa nhà này của đốc chủ thật lớn, cảnh trí khắp nơi đều đẹp. Tiêu Đạc thấy nàng là nha đầu Âm Lâu, đối đãi với nàng cũng coi như ôn hòa, chỉ nói: ngươi không phải người của Đông Xưởng mà cũng gọi ta là đốc chủ sao? Rồi quay sang dặn dò mấy người hầu hạ cho tốt, tuyệt đối không được có nửa điểm chậm trễ. Hắn lại chắp tay khom người với Âm Lâu: nương tử nghỉ ngơi, thần cáo lui. Âm Lâu đáp lễ, nhìn hắn bước ra khỏi cửa viện mới đi vào phòng. Trong phòng chướng màn trùng điệp, từng tầng cầm tú, từng cụm trang mãng nối tiếp nhau. Một khuê phòng đẹp đẽ như vậy, nàng chỉ từng được thấy qua ở chỗ Âm Các. Nô tỳ cầm đèn mời nàng đi vào phòng ngủ, vén màn lên, bên trong là một chiếc giường bạt bộ thật lớn làm bằng gỗ tử đàn, chất gỗ thượng hạng đen nhanh, trên thành giường chạm khắc đủ loại hoa lá chim muông tinh tế, chỉ mỗi việc gia công thôi là đã rất đắt đỏ rồi. Chẳng trách tại sao lại có rất nhiều người cam tâm tình nguyện tịnh thân vào cung, nhìn xem, đúng là xa xỉ đến cực độ. Âm Lâu vuốt ve mặt bàn bằng gỗ bạch quả, chỉ riêng đồ gỗ trong căn phòng này đã khiến người ta phải dùng mình choáng ngợp. Nàng cười rộ: nhưng mà ta thích. Đồng Vân bê một chậu nước sơn son ba chân bước vào hầu hạ nàng rửa mặt, lại nói: ai mà không thích những thứ này cho được. Tiêu trưởng ấn quả nhiên là rất tinh tế, nghĩ đến các huynh đệ trong nhà em, rõ ràng y phục đều có đầy đủ. Vậy mà toàn mặc đến khi rách dưới hôi hám rồi vẫn không chịu đổi, bảo sao người ta hay nói nam nhân khó ngửi. Chủ tử xem tiêu trưởng ấn lúc nào cũng thơm ngào ngạt, có lẽ chỉ có thái giám mới có thể tinh tế đến vậy. Tiếp theo Đồng Vân lại giúp nàng tháo cúc áo, cởi trung y, giặt sạch khăn tới lau lưng cho nàng, hỏi: khi nãy em chờ chủ tử mãi, chủ tử đã đi đâu thế? Âm Lâu nhớ tới màn tròng ghẹo của Tiêu Đạc, cái tai lại đỏ bừng, hàm hồ đáp: không có gì, tình cờ đi ngang qua một cây lê, đứng lại ngắm hoa rơi một lúc. Ồ, ngắm hoa lúc nửa đêm, nhị vị thật có nhã hứng. Âm Lâu sắn tay áo ngồi rửa chân, vừa lau chân vừa nói: khi bước vào viện em không nhìn thấy cái cây đó sao? Cái cây đó phải tới 100 tuổi rồi, nở hoa tùm, những cây ít tuổi không thể nở nhiều như vậy đâu. Hoa nở đẹp đến nỗi ta không thể rời mắt thẩm mỹ của người trong viện này cũng thật tinh tế. Bên dưới hoa trắng treo đèn lồng đỏ, đúng là cảnh đẹp động lòng người. Dinh thự lớn như vậy, không biết đang nói cái cây nào, khi em tới cũng không nhìn thấy. Đồng Vân nói: thái giám giỏi nhất là dùng mấy thứ tình thơ ý họa lấy lòng chủ tử, nhưng nếu đã có hoa viên của riêng mình, đương nhiên là thích thế nào thì trang trí thế ấy. nhưng mà tiêu trưởng ấn này chẳng biết kiêng kỵ, hắn bị nhiều người soi mói, vậy mà vẫn bài trí phủ đệ thật tráng lệ, không sợ bị đám môn quan buộc tội ư? Buộc tội nổi hắn sao, miệng lưỡi của hắn còn sợ không nói lại người. Dinh thự này hình như là được đại hành hoàng đế ban thưởng, nào ai dám phân cao thấp. Âm Lâu không thấy lo lắng cho lắm, các phiếu nghĩ của nội các đều phải qua tay hắn, nếu có người dâng tố buộc tội hắn, hắn sẽ là kẻ biết trước tiên, nào ai có cái gan đó. Làm người đến là càn rỡ như vậy, có thể coi như là đạt đến đỉnh cao. Người xấu đều rất khó lật đổ, nếu bị giải quyết dễ như trở bàn tay, vậy thì thế gian này sớm đã thái bình. Rửa ráy xong thì lên giường, giường đệm đã sớm được ủ qua, vừa thơm vừa mềm, so với giường ở Thái Lăng cách biệt một trời một vực. Âm Lâu đã lăn lộn nhiều ngày, hôm nay có thể thoải mái đánh một giấc rồi. Nàng vén màn thò đầu ra ngoài, nói với Đồng Vân, ngày mai ta phải đi hỏi hắn xem nhà Diêm Tôn Lãng ở đâu. Nếu hắn đồng ý, ta muốn đi thăm Lý Mỹ Nhân một chút, không biết dạo này nàng có khỏe không? Đồng Vân nằm trên giường ngoài trực đêm, khẽ chép miệng lẩm bẩm, chỉ mới an ổn chưa được bao lâu đã nhọc lòng chuyện người khác. Em nghe nói tiêu trưởng ấn không thường xuyên về phủ, chỉ toàn ở lại nha môn suốt thôi. Nếu chủ tử muốn chờ hắn trở về, không biết sẽ phải chờ đến khi nào đâu. Vậy thì biết phải làm sao? Âm Lâu thổi tắt đèn, cả hai đều ngủ yên không nói gì nữa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.